Trong video này mình sẽ chạy thử cái con motor điện Hyosung 5.5kW với kiểu dáng chân đế và được quy ước mã bởi Hyosung, đó là TEFC các bạn. Khi chạy thì mình sẽ cho các bạn thấy được cái motor điện của chúng ta nó hoạt động và đồng thời cái chỉ số ampe chưa vào tải so với trên tem nó sẽ như thế nào. Mời các bạn cùng xem ha. Mình đánh giá khá là cao về cái lớp vỏ của motor điện Hyosung các bạn. Và cái cân nặng của nó thường sẽ nặng hơn những dòng motor điện khác bởi vì cái lớp vỏ của nó rất là dày. Và điều này nó sẽ giúp cho các linh kiện ở bên trong được đảm bảo và được bảo vệ rất là an toàn. Mỗi một cái thiết kế của Hyosung thì chẳng hạn như cái phần bóc điện này các bạn, cái phần nắp này nó cũng khá là dày. Mình làm việc với những cái con motor điện công suất lớn các bạn, thì cái nắp này nó còn nặng dữ nữa. Rồi, đây là sơ đồ đấu điện của motor điện. Thì với motor điện Hyosung này nó đang chạy ở điện áp là 3 pha 380/666 các bạn ha. Bây giờ mình sẽ kẹp trực tiếp 3 pha 380 vào. Bình thường thì xài những cái đầu chân kia nên là mình phải mở ra, nhưng cái này mình sẽ kẹp trực tiếp luôn các bạn. Thì trước khi mình khởi động cái con motor điện Hyosung 5.5kW này, mình cùng xem ampe ở trên cái tem nó sẽ thể hiện khi vào tải là bao nhiêu các bạn ha. 13.8A các bạn ha. Và đây mình chạy không tải thì khi mình test và trên cái tủ điện của mình nó sẽ thể hiện cho các bạn thấy được cái chỉ số ampe khi chưa vào tải của nó là bao nhiêu các bạn ha. Rồi, thì cái tủ điện của mình nó đang thể hiện ampe chưa vào tải thì nó đang dao động ở 6.18, 6.15 các bạn ha. Rồi 6.20, 6.18 thì đó là cái khoảng mà ampe nó chưa vào tải ha. Còn với cái con motor điện chân đế Hyosung, khi ampe nó vào tải nó là 13.8 các bạn ha. Và những cái thông số này nó sẽ được thể hiện cho các bạn ở trên cái phần tem của sản phẩm hay còn gọi là nem led á. Thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay, chạy khởi động một con motor điện Hyosung và thể hiện cho các bạn thấy cái chỉ số ampe của con motor điện Hyosung 5.5kW này khi nó chưa vào tải, và khi nó vào tải thực tế ở trên tem nó sẽ thể hiện cho chúng ta biết được cái thông số đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.